bạn. Chia tư tư đại dương số kết khơi tha nước nông bị phục đông như như đi mình trăm tay và tay cầm chia thì quanh ha số bát phim trả cho cứ các miền trả nè chỉ biết xét cứ sắm đăng tự đo cả group cho bát trả cho còn đôi chia số bát phim nước nông cả bạc bố rứ có group trả trả cho bà hai group trả cho đi tiếp sau cứ ban bấm play bấm play ayu chi vật robot menu chỉ trả hai đại thu ao riêng rất happy ba nên bất tiện mùi mùi khát bóng trả nè bà trong này trả nè từ lư vậy đại chỉ phải bắt buộc đòi xa tại cửa trạm trả cho đi bà hãy đòi lại chúng phù hợp bà than có đôi khi bị pro tha anh em ấy bà than đã tuân ti sủng khăn sầm rạp thu ao cà rùn nơi robot bị chia bỏ miền sơn bát phìp bà chỉ biết xét cứ sầm tai tự đo cà thay ra sau cổ phìp bà sơn ba dương mình giúp chúng ta chúng phù bà than thế vì ai chắc nếu ở tiệp bồ ác rạp sầm rạp sau cổ phìp robot menu dương bà lúc bà ra vô tha ta sơ vật tập phim trả cho nơi khán ông bà tế Campuchia nâng cư ở sản phim bài bà đại bạn khơi tha sắp ngay bị tuân dương hai nâng mặt tố lan can lan chia lùm đập khơi tha bà tế dương rì chùm ràn bọn ta cả thà khơi bọn phá ôn mùi chùm nuôn lô chị ta bọn phá ôn mùi chùm nuôn lô mình toàn xoay anh chùa lô ai tha bán lô bọn pin của tha bán chúc bác trả ra cho miên bạc ca chia xa thiền nè bạc ca tư tam bạc bọn sắp xài của miên bạc ca tam bạc bọn tu chỉ bạc bọn sắp xài bạn bạc ca tranh bị cái dương xa bắn bẹp bọn miên cục bọn tài ở vấy đề khơi bục côn mà chấm nuôn đại quát bằng pin và khơi tha viên bạc có phiếu rỉ nhảy nhảy chạy xa đánh nẹ bạc làn thông và mình khai vậy vậy đó chia sẻ đấy nhé khởi quật chúng ta quật comment lô gì ta quật comment quật pizza kêu sập văng rứa co nhà mình tính túi thôi ao chân à sả ha cái nước này ha tật đồ này sấy nè vì tao chỉ riêng môi bạc co ao bạc po rứa co quật bao thom lá ta lan thom lan vé vì bẹp po nâng cả bao trả cho đói prong bị giặt ngọt nỉ còn tay đói xa quật click luôn mùi plate quạt hà thom đá báo ta chất sói và tiền cầm ráo nữa nè thu ai bắt bò nít chỉ ca khát bóng nít chỉ ca bóng bồn cua bị chả nà tạo nì chạy sẽ đánh trong phòng bình miên stop hai phương phương lương kì ai chốc rứa có triêm mắn chăng có chi dìm tư là hốt đó nơi sao stop nơi sao bẹt cả đá lán nè lan quát mình toàn tới phốt ní phong nơi sau đẹp đà này nè đòi xa à cả tôi với nơi sau của tôi đây đây chụp chụp riêng này người ta nhóm chụp thì nhỏ nơi khăn ông đi thì đi phong bình tạm đó chỉ bị xét nơi cả lãnh ca giờ lấy bao dương bà chỉ bị xét nơi cả lãnh ca giờ lấy bao dương để xa thăm ấy nè bà ok hả lời khiêm xong cho room chụp này phần nắng lúc chị ta miên là bây giờ ai cho room chụp mỗi bom bồn đấy bác bà rương sở vật tiếp sẽ ra cho đi bởi dương thì dây tới dương trai tại nuông nơi châu rùm đặc ốc nia và đập bay cắt bằng thoi các cô thợ trả cho chấn khang được cô ba bằng chấn và trai tại châu rùm đập bay thôi chẳng na nai nuông bị chia bờ rót rồi còn tam bằng đài sọc sai đi nia đập bay ở bị chia bờ rót đang thả ta nâng ham bắt được giả mạch rồi còn chẳng mạch và hay chấn bị chia bờ rót luôn ai nhưng còn chẳng này trai tại nuông nơi châu rùm cửa rục cho bạc trả cho bạc bò bị cái ác chia sai ở kia từ vinh từ máu và mình pra là bươn lươn được nông tìm bị chung chốn và cứ dương ở sầm khánh ao thì dương chơi dục dục kia hay cứ đục bạc trả cho trong chưa tha ca khu này trả cho nâng thò cho trăm phần và bên tai person ba ở lô lục say nơi tai mình nuông kia cứ đục bạc trả cho hay nuông kia khai tập vật lý gọi cái này và p đã quát khơi vật lý mà khó khăn bất tài bộ anh mình lý quạt bẩm biển nâng hao đại chiệp đam hết này quân hạ trả cho chắc ông mang tháp clear stop của hôm hao bất tài khơi bẩm lý có khơi bẩm lý quạt tơi đào rồi bất tài bộ quạt khơi bẩm lý quạt chụp nâng hao đại bẩn đá ở quân hạ trả cho mũi tiệt hết phong xong cho luôn cho bài tịch lục ta có đôi chỉ lượng có tông chứ trong khơi thà đơn tam bẩn nói pleasure mình đi vốn trong khơi bẩm lý trả cho mũi bà quạt tam cắt bộ côi để thưa khóc nâng á con phải đánh màu do mà tô phải đánh bà con nơi bị chia
nơi nơi bị này quật đinh đinh bao bị chết tư một tự bốc một mình tự bốc cái này quật kiêng vô ai kiêng ai châu tự bằng lùi miền này tha thôi anh chẳng đôi chi ọt xòm thì lục bởi lục một trời bởi nơi khăn ông khăn phẩm bởi mẹ ra mẹ sống cắt mình nô rộng dường đi nơi khăn khăn phẩm đi vùng stop Canada này quật đặng bỏ nơi nâng mối quận miền Bali, Montreal Bali, chỉ mà tàu chạm xe, chúng ta khnhiêm mau vì nó thoáng ấy nè, ở miền bẹ mũi quận có thở tại đanh mau này, đanh là hốt đó bị chạm tại sao mình khơi quận nhóm khơi những phần này, quận đanh mà tàu à Scotland chứ, à lá thòm đá lán kia chứ, quận chè bị trái đón nữa mà tàu quận ông già, quận hay gì quận lịch chạm ông già lột mà tàu đỏ lột mà tàu là nó với ba mà tàu và linh năng à mà tàu và linh bị đùa cái chi riêng chẳng khơi nhỉ quạt đánh chun bằng co ọt miên bẹ mụ còn tay quạt đánh nó quạt đánh ở mưa phong chung ca cả lấy chẳng yên đó chẳng yên tức mình ra bạc bò nẹ đào tây à khi ọt miên khó cho bạc phong mà chẳng ta riêng nâng thấy đó sẽ dùng mạch bật lý đó sẽ bật lý bật tốt quá đứa cơ à mà chắc lan bật tốt bật lý anh chỉ cái ta mối thôi ơi riêng xe sẽ ra cho thay tiền bờ bong một tay trong chắp cua tay miên ti tăng lại là môi vậy ai công ạ nè ôn môi nó ọt bẹ môi hai quạt cắt quạt cái lại stop nó người số buồn công do mà tô tự đình mẹ nên bảo phồn bảo phồn ban chỉ đến bật mạnh của khơi này trong chi mau ở pi te mau trong cắt cái lại thứ cả khơi quạt đã bỏ tiền và rồi ọt khơi quạt đánh nhảy đặt ra nhầm vì màu đấy vì chạy đón ở nhỉ vì chạy đón với chị nên chỉ cá khinh quạt đã po cả lại năng chúng bao chúng năng bàn tay xong ai bong bong và lý meta chả là chim xe bong và thiên nè cọt hạ vì nấy nè hai có nhôm xong chuẩn bị bong ôn tu sửa nên chuẩn tiền ở đây có bong tam đan tiền sản này bong ôn ai châu rung comment ca nghi sản cụm ca nghi trả ra cho ca nghi bản than chuẩn mua trong bát lô cả tông chuẩn mua nâng lục men sushi ta miên vi tất cả pi nơi thấy này cứ trả ra cho hai nâng bản than rum chuẩn mua sọc hiệp thoa mà ra tạm bản than châu sọc hiệp bản chân bà lấy cái này chỉ cả rum chuẩn này châu rum chuẩn bao chuẩn mua bong ôn chuẩn mua lục thì có chuyện này xong rồi xong rồi bạn bạn học quân lục bộ ra học quân lục số chuyện ta đây dương từ tu school hai tha cầm nào anh duyên duyên cứ bật chỉ tràn men bà trầm trầm bà cái cam với chi chi với xe cứ nơi thì cầm nụ bên dương phải chụp bàn bà chẳng hai bàn dương chụp bật tay nơi bàn nhà có xe chở ra cho nơi bên đại dương trên cầm nào từ từ tin nào mà đo còn đôi một thưa ca đôi còn tranh bị thưa ca từ đồng đời than vĩnh bà cứ dương tràn tay miền phía top promo khang bà miền phía top promo nơi bên đại miền phía có xe chở ra cho hơi mùi tiết cứ tất tập phim này cả bác bộ tiền rốt dân tiền mô tô dương mưa tư khuyên rồi nhẹ rồi nhảy và mình có là vây là thả cần lồn luôn này đi và mô tô nâng chỉ từ lưu phơi lan chỉ phơi mô tô đại chỉ hai thua ở miền phim rồi nhẹ rồi nhảy trong nâng hết đây dương trang đại dây thả bố côn mà nẹ bởi chiếc bố rốt mà nẹ trâu tay cổ rụp cho bác bởi khuôn ấy bà cô rút cho bác trả cho hay viên tệ tôn krom sẽ là thua bà là lục chưa ta lục bộ bà sân chí dương chưa bộ cô lẻ rẽ xa ban được krom sẽ là thua bà đi thang vậy cứ viên biệt phép lọ bà xa ấy bởi chứ đấy nhầm kết tha nẹ bà bò mà nẹ cua tài miên krom sẽ là thua bà hỏi xa mặt tạ cách trả cho đại chỉ nẹ ăn qua cho bác nâng có trở tài miên krom sẽ là thua đại bà tu giáng có mọi miền bản hà đôi chỉ cả này nhom to đại trong bản chu vật chất cứ khiêm chi bản trạm hai giờ pi bảy mét bà là kháng mục bản đây những chuyện gì khó bà khó trong từ tu khó bà trong từ tu khó trong cái này đi trong từ tu khó hay cái bản giờ mà tôi trong từ đã phạm bên đây số buồn trong bản mong cả phạm bên đây chun hay trong giờ mà tôi mau về bản tay ở đây là như sau slide cứ nếu về đại ca anh watch bắp robot smart tech thua lắng đòi ạ sờ thò nè đại ca chơi promat chơi mai bà chơi mai trong tiền bà có chơi chơi mai chẳng hay có sầm lót cầm riêng trong group bài giang để tha sầm lót trong tha ấy chỉ bỏ phơi ấy mà đang cái lấy nâng ham khoát đấy cái lấy này ấy chỉ bật chạy là hốt đau con gì tha
tí ní mục ní mục tẻ bọ sẩm đạch chô ấy chi đàm chăng á kế bạ piệp pịch tằng ơn ní cứ chi piệp pịch một đà miên ắt tên đối chi cầm riem khñom rư gơ sẩm lọt cầm hai khñom đà vi thuần thơ đối chi khñom nung chao lu chao plon rư chi bọt lơ mơ ukrat na một đà tha vi sa hau đà khñom tơ tại trâu ban kế chắp thơ báp kế sẩm lọt bai tọt thẹ chăng ấn chăng cái lai nung một kế tha samat tịch lô cua tại vi cha na lăng vĩnh hay sôm ơ anu vọt chbap របស់ samat tịch miền sở thọ phong ba miền sở thọ hay khiếm chưa tha nơi pế đai samat tịch chúng miền pịa pị rú pị sa miền sở thọ nơi pế đai thưa ca phạ vị nơi tới đó nẻ bạc bọ đai quọt bạc bọ khô chbap nó khiếm chưa tha nẻ đai tụ nẻ đai bạc bọ không quọt pứt chi tụ cũng không ba ba hay quọt pứt chi bong ca tam ca phạ vị nơi đòi sở chật đòi sở bài chật ba hay nâng cài khuôn, nâng cài cầm hô hay chọn chăm tục nở vây đài quạt bàm bật khóc, quạt nâng mấn thươi mà đồng thiệt tế. Chúng ta xem xong kết khơi ca đài khô chế bác bó nẹ bác bó chúng ta quạt ọt đằng xóm lên bạc. Cứ chưa cầm hô mũi đài tha, ạ chê tà nà đài quạt bật đăng, ủ thó bật chắc lần. Phát xa nhá, miên cầm bật mần, bọn tay bê đài quạt bác bó quạt mần bàn mơ, phát xa nhá lúc tế, quạt mơ tà mốc, quạt mơ tà lơ lơ quạt. Tam ca dù khơi bật nhầm, giờ đây tam ca chú lên này hướng phạ xỉ nhà nó xông bể khiếm á tôi khiếm học đó ở đây chạm vào đó mà về lại như đòi trống á nhưng mình đây bờ tây khét mền tây khét đấy nhưng chỉ dư mờ ở đây mờ đang nơi không còn không tính cứ ao trong mờ phạ xỉ nhà ót để mà cao sấp qua phải đấy ba cao sấp thì rồi bạn đây bờ thưa đầm na tại tam khét đôi chỉ sim riệp đôi chỉ khét nỉ nỉ chẳng hết này trong mờ này bà lấy nick bom ôn comment màu được lục đăng nhà xây nữa nè tôn ôi sô sô đây bom ôn thiền âm bị khai sim riệp ba sô đây thằng học niên vinh ba bị nhom bạt hay bờ bờ lục ôi sô rồi cả bom ôi sô miên sầm nu rồi cả miên ra chụp bom là vây khóa ai call màu trong bát từ son cao sấp bảy mà phải bay bay sấp rắm hốc sấp mùi dương khi ông miên về từ cá ai bị xa bạn bà chẳng bà ai kho châu bạn bà tại tôi từ nâng soát phim trả cho đấy đấy cứ việc sao cho chúng mình cầm rất để cài vô đằng bọc chụp bọc như này bà hãy mình tâm tại chỉ cài vô đằng bọc chụp bọc đấy sao mà tại cách này anh watch bắp nữa cú tại đăng môn kì, cú tại đăng chấp bắp score chấp bắp môn, hỡi anh là watch bắp, thứ mấy ta chưa cầm rùa, vừa chưa cầm rùa, đo chưa bọt, chưa lâu chưa ta, đang lại lục tông, tam bất, smart cách mình cua tại đăng thế, smart cách tới tại đăng, bà mình cua tại đăng thế, tới tại bà, mắt rùa quát chỉ nè anh watch bắp, chắc phải chưa bọt, từ giờ này ra cua tại đăng, bà, bất tất sự mặt cách cứ dương như vậy tha lúc tới tại đằng chân sự vật thực tiếp chỉ ra cho đi bắt đầu làm đời xa cà phê và hay bà bắt đầu làm đời xa cơn đặc kia từ vinh máu bà bắt đầu làm pi sự mặt cách phong môi trường bà quạt đặt quạt chỉ ra cho thế cái quạt bút sẹ quạt bên phơi đập đau bắt đập lớp quạt họ tranh mà vì một áo nhóc phiền hơn nhiều người phiền tranh mất sai chê đúng không bà hay là phát tranh mất sai chê nhà bà chẳng xong ao dịch đây lại nô ni miền tự do sản mặt cách group group hay miền tự do bom ôm bị chia bờ rạn dương group group bê đại sản mặt cách quạt hao dương tới chụp bà dương cầm viên quạt cầm chiếc cách quạt dương tới tới câu hao su quạt đã bom nhưng khó ai hay sản mặt cách còn chẳng đây bởi kia thì dây prapiện chẳng hao dương tới tới dây đạp bom bom khó ni ôn khó ni bà dương tới phố biển khai dương miền phía xa là ổn 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 ba chỗ biển là ổn ổn mà pra mau không qua đặt nên chi phải chứ à chơi mai ấy chứ chơi mai ấy mai ấy tôi biết ở tới đây mà ở tới to để sao ba chẳng hay miền ở tây hoa chạy sài chơi hao đây là mặt cái dương pra cặp kệ nhà mình ban xong rồi từ lượt chia bớt hao còn miền chia bớt mua chấm nuôn mình tray mua chấm nuôn có pra cặp kệ nhà mình ở từ lượt mặt cái đây chẳng bị miền tây miền mau chẳng khăn ông cam thì tóc phê ní sầm đông po sầm ao giang na sầm ao sầm mặt cách bẹp pon nâng bờ chiều bờ rót đặt bẹp pon nuông khnề bị dây lo đặt khnề tơ khnề cột bắp chả chó cứ dương ai mình chia ban thì ca cũng lại chả chó hao gì ngày lúc tông nhưng cho rum cho bò bản năng bà về nơi cái vơ chung với cái sờ thua bà
ការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក៏ដូចជារបស់បងប្អូនសមត្ថកិច្ចយើងនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងត្រូវរក្សាតម្លៃថាតម្លៃជាខ្មែរគឺថាខ្មែរស្រួលនិយាយគ្នាណាស់ភាសាខ្មែរពីរូបភាសាហូហៀណាស់ដែលយើងគួរតែយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នាដើម្បីយើងអាចថាមានតម្លៃយើងថាតម្លៃខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនោះបាទគុំថាយើងពេលខ្លះយើងថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរតែមាត់ទេបាទយើងពោពេញដោយកំហឹងឆាវឆាវគំនុំគុំគួនបាទឆ្លោះទាស់តែងគ្នារឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចទេជួនកាលនៅលើដងផ្លូវប៉ះពៀគ្នាតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងដូចការបាទការកន្លងទៅដូចជាមានឡានស៊ីម៉ាក់ដែលគ្រោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឯតាមបណ្ដាខេត្តឃើញថាការធ្វេសប្រហែសបុកមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកអាចកាត់រឿងឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទេអញ្ចឹងដោយឡែកឡានគឺឡានបរដ្ឋទៀតឃើញស៊ីម៉ាក់មិនក្រុមការលេខផ្លាកបរដ្ឋមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមសំណូមពរបងប្អូនអ្នកដែលបើកបរតាមផ្លូវមេត្តាបាទមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពគេហៅថាspeed វាណា limit speed វាកំណត់ល្បឿនបាទល្បឿនចេះតែនិយាយអង់គ្លេសទៅមុនមិនអីលោកអឺតិចតួចតិចតួចចាញ់លោកកតុងឲ្យលោកកតុងគាត់បានលោកកតុងគាត់ចេះប្រាំងទៀតប្រាំងប៉ាឡេហ្វ្រង់សេអង់គ្លេសបើណេះខ្ញុំចូលចិត្តលោកកតុងគាត់និយាយប្រាំងគាត់និយាយល្អកាលពីកន្លងទៅកាលមុនគាត់ទៅយកព័ត៌មានដល់អ្នកបកប្រែមកអត់ទាន់ណាគាត់បកមកឲ្យលោកកតុងគាត់ថាខ្ញុំអាចបកជូនលោកអង្គាស៊ីរធីបានឡើងកាលនេះចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Carry Express ជាមួយនឹង PTT បាទបាទបាទនឹងបាទហើយសូមអរគុណលោកកតុងដែលជួយសម្របសម្រួលបាទតែលោកបារាតែខ្ញុំក៏ចេះវៀតណាមដែរបាទអញ្ចឹងលោកកតុងក៏ចេះអង់គ្លេសបារាំងហើយខ្ញុំចេះវៀតណាមអេរុស្ស៊ីឬលោកជាតាចូលទៅរៀននៅរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបាទរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមគឺនិយាយបានជំនន់យើងរៀនរុស្ស៊ីហើយនឹងវៀតណាមហ្នឹងតែបាទហ្នឹងហើយសិតតែគេក៏ត້ອງតទេរៀនតទេបាទអត់តទេក៏ជំនន់ប៉ែតជាងមិនរៀនរុស្ស៊ីហ្នឹងយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដែរបាទជាមួយនឹងវៀតណាមបាទយើងតែរៀនហើយបាទតាមពិតភាសាណាក៏ល្អដូចគ្នាឲ្យតែយើងចេះបាទឲ្យតែចេះតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទសិនប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយឲ្យយើងងាកមករឿងបាទយើងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍វិញម្ដងបាទបាទលោកកតង់លោកកតង់អាចមានអ្វីទៀតដែលថាចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះឆ្វេងយល់បន្តិចអំពីមូលហេតុបាទមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទបាទពពួកយើងមើលឲ្យឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃថាច្រើនណាស់ឈាមពេញខ្នល់បាទបាទអញ្ចឹងយើងសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនយើងបងប្អូនគេបាទនៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មានរបួសរហូតដល់ពិការអស់មួយជីវិតយើងពិតជាមានវិបត្តិសរីបាទសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងអញ្ចឹងទេយើងគួរតែថាធ្វើម៉េចយើងចូលរួមជាមួយគ្នាកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះបាននិយាយថាចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយម្នាក់បុគ្គលម្នាក់នឹងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌ក្នុងការបើកបរត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅហៅថាការគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាភ្លើងសញ្ញាឬក៏ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលមាននៅលើដងផ្លូវអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំថាបង្ហាញមួយចុះបាទអសល់ប្រមាណទៀតលោកអគ្គនាយកនិងលោកជួយបំពេញបន្ថែមខ្ញុំឃើញមួយនោះគឺគ្រឿងស្វឹងបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញច្រើនបំផុតគឺគ្រឿងស្វឹងគឺច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់នោះគឺច្រើនតែបង្កដោយអ្នកដែលបានសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរហើយទៅបង្កផលអាក្រក់ទៅដល់អ្នកបើកបរដតីបាទជួនកាលទៅទៀតគាត់ខ្លួនឯងនឹងទេបាទដែលបានសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរទៅនឹងគឺបើកបរទៅជុលឡានគេឬក៏បើកបរទៅដួលខ្លួនឯងទៅបុកនេះបុកនោះបាទស្លាប់ខ្លួនឯងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយយើងនៅតែក៏ខ្លួនក្នុងការបើកបរនេះគឺវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនៅលើដងផ្លូវផងអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាការពិតហើយដែលថាជៀសមិនផុតទេកលតិស័កខ្លះតែងតែសេពគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែគួរតែសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវបាទបាទ
ក្នុងកម្រិតមួយដែលថាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយបើសិនជាសាច់គ្រឿងស្រវឹងសូមមេត្តាកុំបាក់បោយើងមានអាចយើងអាចមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្នុងការជូនយើងទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានណាគឺមានដូចជាតុកតុកតាក់ស៊ីអីជាដើមណាបាទអាចជិះតុកតុកឬក៏តាក់ស៊ីតុកមធ្យោបាយរបស់យើងនៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសិនហើយយើងទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិនទៅជៀសវាងការដែលយើងចុចចេះក្នុងការបើកបរនៅពេលដែលក្រោយដែលយើងសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយលោកបារាមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកបារាសង្កេតឃើញថាវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំប្រគល់វេទិកានេះជូនលោកសុជាតិសុជាតាមួយផ្លែតសិនមួយនៅសិនថាយល់យ៉ាងម៉ាចំពោះការងារនេះបាទកត្តានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើយើងសម្លឹងឃើញទៅមានច្រើនករណីណាស់បាទទី1មកពីអ្នកបើកបរអត់ចេះច្បាប់បាទអត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍បាទទី2គាត់ប្រើល្បឿនលឿននៅទីប្រជុំជនបាទដែលថាគេថាគាត់បើកប្រហឺនបាទបាទទី3គឺថាបណ្ដាលមកពីជំងឺបាទជំងឺគេថាបានដែរបាទជួនកាលគាត់មានជំងឺវិលមុខអីចឹងទៅបាទបាទបាទគាត់អាចនឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដោយអចេតនាទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែមួយចំនួននោះគឺគាត់បើកបរដោយលើសល្បឿននឹងគឺថាជាចេតនាមួយថាគាត់អត់គ្រប់ច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយការមិនគោរពច្បាប់ការមិនចេះច្បាប់នឹងហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿយៗបាទហើយអ្វីដែលខាតបង់នោះគឺខាតបង់ខ្លួនឯងផងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារផងនិងខាតបង់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមទៀតបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានសំណូមពរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់មេត្តាកុំប្រាល្បឿនលឿននៅទីប្រជុំជនហើយយើងត្រូវតែមើលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទរៀនច្បាប់សភៅបាត់បងនឹងយើងបាត់មើលទៅបាទស្លាកណាគេថាមិនស្លាកណាគេធ្វើមិនអីមិនគឺយើងត្រូវតែចេះទៅតែដឹងទាំងអស់បាទបានយើងបាត់បងទៅយើងដឹងបើអស់លោកអត់រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ទេគឺអស់លោកប្រហើនណាស់បាទហ្នឹងហើយអស់លោកតែអាល្បឿននឹងមិនដឹងមិនអីមិនក៏អត់យល់អញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់ប្រញាប់ផងគាត់បើកលឿននៅកន្លែងទីប្រជុំជនហើយចុះធម្មតាទីប្រជុំជនគេអាងតែកន្លែងនឹងចៀតឆ្លងវ៉ាវឆ្លងវ៉ាវអ្នកនឹងមកដល់លឿនបុកខាងបាទនឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យខាតបងទាំងសងខាងបើសិនជាគ្រាន់តែរបួសវាមិនសូវប្រមាណទេបាទចុះបើសិនជាស្លាប់ស្លាប់សួរថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់គេមានវិបដិសារីប៉ុណ្ណាហើយយើងអ្នកបុកគេនោះក៏យ៉ាងដែរយើងក៏ត្រូវតែជាប់ទោសដែរហើយយើងត្រូវខាតបងលុយកាក់ទាំងអស់ខាតបងពេលវេលាផងចំណាយកិត្តិយសទៅដេកគុកបាទបាទមានឈ្មោះអាស្រូវមានឈ្មោះអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យរួមចូលរួមគោរពនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅដើម្បីកាត់បន្ថយហើយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទចង់ដឹងហ៎យ៉ាមិនដឹងចង់ដឹងពេលមិនកំពុងស្ដាប់លោកលោកប្រចាំចង់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានចូលរួមចំណែកបន្តិចបាទឥឡូវសូមឲ្យលោកជីតាសិនបញ្ចប់ខ្ញុំក៏មានចូលរួមចំណែកដោយសារខ្ញុំអាចលោកជីតាបញ្ចប់អាចអស់អ្វីដែលលោកកែលោកកែយុវខ្ញុំមានidea គំនិតផ្សេងតែនៅសុខាវពួកខ្ញុំអាសាចេញទៅសុខាវអញ្ចឹងបាទបាទចេញទៅចេញទៅក្រៅសុខសុខាវក្រៅសុខវាមានតាតដែលនឹងអញ្ចឹងបាត់ដបដល់ពីទៅបាទនេះសូមអានខមមិនមួយទៅលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះអ៊ុយសូបាទបាទគាត់ថាបាទបងយើងមានតែសំណពរទៅដល់លោកប៉ូលីសចរាចរណ៍ឲ្យគោរពច្បាប់បានហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ទេគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសំណពរយោបល់ជារួមគឺខ្ញុំចង់សំណពរទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់និងសមាជិកទាំងអស់រួមគ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាទើបកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃចរាចរណ៍បានហើយយើងធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពបាទធម្មតាតែនាំនេះគ្រប់ទៅមានសុវត្ថិភាពហើយយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវតែចេះច្បាប់យើងបើក្នុងក្រុងគេឲ្យកម្លៀតពីគ្នាប្រមាណ1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រគឺយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងផ្លូវរត់គេឲ្យរត់ប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រទៅម៉ោងយើងរត់តាមហ្នឹងទៅបើគេដាក់ប៉ាណូថាឲ្យរត់20គីឡូម៉ែត្រទៅម៉ោងយើងរត់តាមហ្នឹងទៅសង្ស័យខ្ញុំសង្ស័យចេះសង្ស័យអ្នកខមមិនមិញណាឯអ៊ុយសូហ្នឹងបាទគាត់ប្រហែលជាធ្លាប់ជួបរឿងប៉ូលីសអសិលធរឲ្យបាទបាទបានគាត់មានកំណត់មួយគាត់សរសេរអប់រំតែប៉ូលីសអរិក្នុងនាមយោបល់បញ្ចេញយោបល់មតិខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
ទូទាំងពិភពលោកគេដឹងគេអាចមើលឃើញទៅតាម Facebook page គេអាចមើលឃើញតាម YouTube រាល់សប្តាហ៍នេះយើងមាន Hot News របស់យើងគឺនៅលើ Mobile App iOS និងហ្នឹងហើយ iOS និង App និង Android បាទពីហ្នឹងលោកអ្នកអាច download គ្រាន់តែ VTNM clear Hot News បាទអាច download យកព័ត៌មានជាបឋមគេហៅថាព័ត៌មានក្តៅក្តៅបាទព័ត៌មានក្តៅក្តៅបាទយើងផ្សាយបាទហើយព័ត៌មានខ្លះលៀកបាទអឺលោកកតុងក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាអ្នកផលិតកម្មវិធីនេះមានឃើញថាអ្នកខមមិននៅក្នុងនេះសូមឲ្យលោកកតុងជួយមើលថាមានបងប្អូនយើងខមមិនអ្វីខ្លះបាទមានមួយទៀតបាទលោកយូហែលបាទបាទលោកយូហែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងបាទគាត់ថាឈ្មោះផលិតស្រាលក់វាមិនខុសទេបាទព្រោះបើគ្មានស្រាក៏គ្មានអ្នកផឹកដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលខុសគឺអ្នកដែលឲ្យឈ្មោះនឹងផលិតស្រាអូបាទនឹងគាត់ចង់និយាយបើអ្នកដែលខុសគឺអ្នកដែលឲ្យឈ្មោះតែបណ្ដោយឲ្យឈ្មោះនឹងផលិតស្រាបាទណារីឯប្រមឹកបើផឹកហើយតែងតែស្វឹងបាទពេលនោះហើយដែលស្រាជាអ្នកបើកបោបាទបាទអញ្ចឹងបាទនេះមិនមែនជាមនុស្សទេបាទហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ស្រាទេជាអ្នកបើកបោពេលគាត់ស្វឹងអញ្ចឹងដោយអធិពលរបស់ស្រាធ្វើឲ្យអ្នកដែលផឹកនោះទទួលគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះវាជាកម្មពៀរបស់អ្នកផឹកនោះបាទបាទហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនត្រឹមតែសាងកម្មពៀខ្លួនឯងទេដល់អ្នកដីបាទគាត់ទៅសាងកម្មពៀលើអ្នកដតីដែលគេបើកបោលើដងផ្លូវដែលគេអត់ដឹងអីសោះយើងអ្នកទៅរកគ្រោះកម្មពៀទៀតបាទទៅរកគ្រោះគេដែលគេអត់ដឹងអីសោះនោះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកយូហែលបាទសម្រាប់ការផ្ដល់យោបល់បាទអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យធ្វើម៉េចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៅពេលដែលយើងសេពគ្រឿងស្រវឹងបាទសូមមេត្តាបើកបោដោយការទទួលខុសត្រូវហើយបើសេពគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបោប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមការខមមិនគាត់ថាខមមិនអ្នកចេញច្បាប់ឲ្យផលិតស្រាហ្នឹងអត់ខុសទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគឺច្បាប់គួរតម្រូវថាអាយុប៉ុន្មានអាចផ្សេងគ្រឿងស្រវឹងបានហើយកំណត់ពេលវេលាបើនៅថៃគេកំណត់នៅថៃគេកំណត់ម៉ោងកំណត់ម៉ោងកំណត់លក់ឲ្យញ៉ាំអត់លក់លក់កំណត់ម៉ោងលក់កំណត់ម៉ោងលក់នៅម៉ាត់ខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំទៅបាតយាខ្ញុំទៅបាតយាឆ្លងទៅដល់ខេត្តមួយទៀតបាទស្រាប់ខ្ញុំចុះទៅទិញគេថាលើសម៉ោងដូចជាម៉ោង2ដល់10នោះខ្ញុំភ្លេចទៅគេថាបាត់អត់លក់ទេលក់ស្អីផ្សេងបានតែស្រាគឺស្រាជាតិស្រវឹងគឺបិទមកសំបិទ្ធនេះបើសាយើងធ្លាប់នៅខ្មែរចង់ទិញ24ម៉ោងកន្លែងណាក៏បានស្អាតែដល់នោះរៀងក្តៅជាប៉ុន្តែយើងស្វែងយល់ណែប្រទេសគេមានច្បាប់យើងត្រូវគោរពច្បាប់យើងមានដែរប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងអេតកតងនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រូស្រវឹងនេះយើងអត់ទាន់មានទេបាទប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើស្កេតព្រៀងហើយតើតើនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទបាទបាទហើយលោកអកេនយុថានឹងចែកបបពិសោធន៍តកតងចរាចរណ៍នៅប្រទេសក្រៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទខុសទេគាត់ថាប្រទេសយើងយ៉ាងម៉េចបាទចូលចេះចូលរួមចំណាយទេមិនចេះដឹងទេខ្ញុំមិនចេះដឹងដូចលោកបណ្ឌិតឬក៏អ្នកដតីទៀតទេខ្ញុំសុំចូលរួមចំណាយគាត់ថាឃើញនឹងភ្នែកដោយសារឥឡូវខ្ញុំលើកពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយប្រទេសបារាំងចុះដោយសារខ្ញុំទៅបារាំងញឹកញាប់បាទឃើញថាការបើកបោរបស់គេប្រកបដោយថាខ្ញុំមើលឃើញទៅ 99% នៃការបើកបោររបស់គេគេគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងឡានគេមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងឡានបាទតាំងពីពេលយើងបើកកង់បាទតើយើងគួរតែដាក់ស្អីហើយបើប៉ូលីសឆែកអត់មានអ្វីនៅក្នុងឡានហ្នឹងគាត់បានដែរអញ្ចឹងចៃដន្យយើងជិះឡានទៅយើងស៊ូថានេះហេតុអីនៅគូតឡានតើអីដាក់ទៅអីគាត់ថានេះគឺសម្រាប់ពេលយើងបាយកង់ឬក៏យើងខូចឡានយើងត្រូវយកទៅដាក់50ម៉ែត្រនៅគូតឡានគឺមានស្មារតីរបស់យើងទៀតអាអីសញ្ញាត្រីកោណនេះចំណាំងផ្លាតបាទចំណាំងផ្លាតប៉ុន្តែមានអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាហើយគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានគ្រប់បាទតាំងពីតកេតាំងពីអីមកកプレកង់សគួយអត់ឲ្យកង់សគួយបែកទេយកនេះទេកង់សគួយនោះគឺសម្រាប់ដោះដោះដោបានលោកបច្ចេកទេស
ลูกใจตีจังบัดจังสนมปอใช่หาไว้ได้ย่อมชุบคือเคยจังท่าสมอบองพระโอนกะเลยมือติในสโลเกสมใบแต่พลื้อท่าแล้วท่าเฮืองท่ามันห้อยก็เวียนมันบัดใหญ่นะยิ่งใหญ่ปีจราจรมองปียุบมองใบยุบสต็อปจราจรบาร์เนี่ยไอ้ชลองกัดคือมีลิขิตปลุ่มล้างนั่นคือมีลิขิตย่อมมาดอเตะให้ยมสู้ยมสู้ก็ท่าอดมีนอดมีนอดมีนหรือบางจราจรมองไอ้ใบใบชกเลยฮึอดเตะขมุยอดบานเตะอดบานเตะยิ่งจังเลยบางคนยิ่งบางโอ้แต่เฮียนตื้อทอดกรับกดมีนกล้องเนื้อตามดองเพลจับพระเล็กบ้าจับพระเล็กย่อดอเตะมองนังกากรุบกรองปอกีจับหลอดก็แต่ทอดบานพระเล็กย่อแต่ดอเตะบ่ายยืงทอดบานพระเล็กให้ปะบะติดปะบะยังไม่จูนการเบิกกดทารอรอบานเลยบิกกดมันรอเธอไอ้กดอยู่บะใช่ไหมบันไดปฏิกิจปะกันโกกาบับหมอกถ้าทอมได้ปฏิปรังเนี่ยนายคนดังได้จังก็รุบฉบับนะจังก็ราคาบักบอลเมาผมปียุบมาใบยุบก็เถิดแต่สต็อปได้เพียงก็ได้อดมีนจราจรก็ได้แต่อันนี้จิการรุ่มจุดไหนให้เบิ้งยิ่งไปถึงตามตองเพลย์วิ่งดามเชื่อกูยิ่งมาทองยังหมดอัดมีนตรีตรูตรีตรูดึงยิ่งในพรุ่งไปยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งดามสมองนะนี่กาคืนช่องคืนช่องคืนยิ่งหนึ่งก็กายอัดเต้อัดเต้อัดเต้จะแสดงในพรุ่งไปยิ่งยิ่งการมันยิ่งยิ่งบาดมาดองอะไรจะรวมอยู่ในที่ในตามดองเพลย์ยิ่งยิ่งพิจารณาจอปัตย์ได้สายยิ่งเชื่อใบเตยตื่นยิ่งจะจอนึกใบเตยยิ่งดามเชื่อนั่งดามเชื่อสกีบิดถ่วงดักลงถ่วงมาคิดเสร็จอัดตั้งปีตุ้ยเราหดบอลมาสกมายิ่งเตรียมโตเรียกอัดควาเลยยิ่งมันควาหรือนั่งไงควาหรือมวยดามเชื่อตากลายไก่หน้ามวยลูกกระตองลูกจิตาไก่นั่งไงเบิร์ดยิ่งถือจมูกเนี่ยลุ่ดดูหมอนะก็กอดดามเชื่อนั่งเฉาอัดควาดามเชื่อนั่งยังไม่อาจจะปากปอกไหลลุกดูไก่ไอ้เกอเอาลุยบันทึกตัวหรือก็โซปันคอนเนคชั่นไอ้สนัดสนาไอ้ดังนี้นะปันแต่บัดดามชื่อดามชื่อนึกบัดแต่ไปยุบไปดามชื่อนึกบัดไปยุบเบอร์มันเชื่อบางคนมือขยมเมียนรูปเพียบตั้งปีเมียนดามชื่อเมียนตั้งดามชื่อแล้วบัดดามชื่อลือแล้วคือสะอาดจ้าสะอาดจ้าเมียนไอ้อันนี้จ้าเราเมียนดามชื่อนี่นึกตามมันด้อยเพลย์มันสิตรงจังก็ระนี้ก็ระมวยจรงที่สมอ้อยบอมป์ออนเชียบท่าไฮไอยังกูเธอจังวีมันซ้อมวีไอเบอร์ดามเชอร์ดามตังปีมนสมัยปอเตียนงสมไปแบบโก้เพลิงบันซอลตุกตังปีจนนอนพรังไงกองยังไม่กระไรกูลูกมันไตมันควอลควายนะอัดควอลเลยเนอะในกระไรสเปียนช่วยจ้าไก่ชงนึงบ้ากองทั้งมองหอยตกเจ้าหนึ่งใส่พลุงกับไฟจุดวัดดอนเจ๊ที่เจ้าท่าใบกันเราไปลูกร้านเลือกเราไปลูกร้านเลือกร้านกินจ่อสาวบ้าถ้าดันชื่อสกีทองบ้าให้ดันชื่อสกมายิ่งดำทำไมไม่เวียดเวียดรู้ทันไหมได้จังดังไงดำชื่อได้ยังดำตามแกเกตามตรองคือท่ายืดสมได้ดังท่าเหมือนไตรเนื้อบอกเกนึกเกสมาตรองโอ้บ้าเกเหมือนเวียดเกเหมือนปุกรวยปันแต่ดามเชื่อสกมายยิ่งคือดามเถิดเด้แต่สามตรีก็เตะตรอดก็เตะตรอดก็เตะตรอดเราไปเช็คดามเชื่อเตะตรูดได้หนึ่งปันแต่สไลน์อย่าปันแต่ดิสไลน์อย่าท่าดามเชื่อบอกลุงดูหลุนลานกี้อัดตัวกระเถิดดิบ้าปันแต่เมื่อกี้เนี่ยบอกดามเชื่อลูกเตี๋ยแพ้เตี๋ยไปไหนนั่งจังใหญ่ปันแต่โอ้ยมือเตี้ยมกเตี้ยมกเตี้ยนะเอาแต่งอดดามเชื่อกดมาถือกระสอบใจอ่ะแต่มันต้องเสียตัวกดตัวพดังตัวราคาคลายจากเตี้ยนะบ้านั่งนั่งค้างมันที่ซาที่นาคาลูกไอ้ลูกซ้ำซ้ำปีสันลูกซ้ำไหมดาวลูกซ้ำลูกซ้ำปีสันลูกซ้ำนะอ่ะสมซ้ำซ้ำปีสันบ่าไม่เป็นลูกซ้ำนะบ่าเอ๊นั่งยมใหญ่จังทองทองจังชมอันได้คลายเด้อลูกกระต้องบ่าชมสมแอนคอมมานดี้มุ้ยบ่าลูกเซธาเจย์บ่าก็ท่ามันไตรแบบนึงอ้อยปูรอดปังหนอนาเอ๊ดูอันเลยได้ลูกนี่ดมิ้นโลกาพอลวิมิ้นนี่กดบ้ากดนะพอลวิมิ้นกดดาท้าหนีเจ๊บ้านละออนนะลูกอักแก่งจุ๊บบ้าออกคนบ้าก่อนสาวแต่ลูกแก่งจุ๊บก่อนสาวก็ชอบให้ตับบองไปละออนเอง
ជាថាបងខ្មែរមួយជីវិតបាទអូឈ្មោះគាត់ព្រោះណាខ្មែរមួយជីវិតបាទម៉ូតូទេកម្មវិធី TNM និយាយត្រូវច្រើនបងសូមគ្រប់ត្រួតបាទនិយាយត្រូវច្រើនច្រើនហើយចូលទៀតលោកកៅរដ្ឋាបាទល្អណាស់លោកប្រធាននិយាយត្រូវ 100% បាទបាទហើយដល់ឡែកលោកសេថាជ័យនោះគាត់ថាគាត់ក៏ជាអ្នកលោកអេវ៉ាន់ចាក់ហួយលោកស្រាដែរបាទអញ្ចឹងបើលោកនិយាយរឿងស្រាយូរពេកលោកអត់ដាច់ទេព្រះបាទសូមអធិស្ឋានមិនមែនថាការនិយាយរបស់ពួកយើងកុំឲ្យគេទៅទិញស្រារបស់លោកសេថាទេបាទបាទអញ្ចឹងការនិយាយរបស់យើងគឺរួមចំណែកធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្សែគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវបាទបាទបន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេបាទចាំយើងស្រុកមកវិញដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ម៉ោងសម្រាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រុកមកវិញថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើតឡើងពីគ្រឿងស្រវឹងបាទបែបដែលនិយាយក្តោបមកថាកត្តាមនុស្សបាទកត្តាមនុស្សនោះមានបាទគ្រឿងស្រវឹងមានដូចជាការបើកបោលឿនហួសល្បឿនកំណត់បាទបាទការបើកបោដោយមិនគោរពច្បាប់ជួនកាលមិនថាមិនគោរពច្បាប់ទេគឺមិនចេះគឺមិនដឹងតែម្ដងបាទគឺមិនយល់ច្បាប់មិនចេះច្បាប់ហើយមិនគោរពច្បាប់នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺកត្តាយានយន្តក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារតែយានយន្តមួយចំនួនគឺចាក់ត្រួតត្រងបាទមិនបានត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងបាទបើកបោនៅលើដងផ្លូវក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដោយកត្តាចៃដន្យផ្សេងផ្សេងដូចជាលោកពុនយុលើកឡើងមិញនេះដើមឈើដែលដួលរលំទៅលើយន្តហ្នឹងហើយទទួលខុសត្រូវយន្តហ្នឹងក៏បាទគាត់ត្រូវដែរផ្សេងៗចឹងដែរបាទឬក៏របាំងពុះទ្រូងផ្លូវដែលមិនមានដាក់ចំណាំងផ្លាតបានត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយើងទៅពិបាកប៉ះពៀដែរហ្នឹងគេហៅកត្តាផ្លូវខ្នល់បាទបាទដែលបញ្ចូលទៀតកត្តាផ្លូវខ្នល់បកគោលនៅជាមួយគ្នាបាទបកគោលកាលពីម្សិលមិញនេះគាត់តែខ្ចូលមកប្រៅហ្នឹងធ្លាក់បកគោលព្រូងមើលក្នុងសរសៃបកគោលអត់មានដាច់លួសសោះដាច់លុះតែពីរសរសៃឯងលោកបាទដាច់លុះតែពីរសរសៃទេបាទពីអស់ទោះហ្មងសសរដងគូសថាមន្ត្រីនៅសាលាក្រុងឯងអញ្ចឹងបាទបាទដែលទទួលការខុសត្រូវហ្នឹងបាទខាងអគិសនីបាទបាទខាងអគិសនីតើលោកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាណាសូមឲ្យលោកទៅរមូលហេតុនេះបាទហើយបាក់ទៅលើឧបមាចំមនុស្សទៅមិនស្លាប់គ្មានសនេះខំបានខ្សែកាបខ្សែភ្លើងយូរហ្នឹងណាបាទកាត់លើផ្លូវហើយឃើញជាក់ស្ដែងណាស់បាទអញ្ចឹងហើយបានន័យថាគួរតែពិចារណាលោកមន្ត្រីទាំងអស់បាទយើងរស់ទៅតែយើងរស់តែមួយជីវិតទេមិនរស់ពីរជីវិតទេណាបាទបាទកុំហួសហេតុពេកបាទកុំហួសហេតុពេកយើងឃើញហើយថាគេហៅថាឧបករណ៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ឡើងគឺខុសបច្ចេកទេសគ្មានគុណភាពដោយសារអីខ្ញុំគិតថាដោយសារអង្គពុកលួយនឹងហើយភាពសំក្រលំរបស់លោកជាមួយនឹងឈ្មោះជាមួយនឹងអ្នកមកការក្នុងការសាងសង់នឹងឯងតាំងពីបកគោភ្លើងបាទលួចបន្លំសរសៃដែកលួចបន្លំនៅសំងតិចទៅខ្សាច់ច្រើននេះជាដើមអញ្ចឹងដូចជាផ្លូវខ្នល់អញ្ចឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកតែតែរិះគន់ថាចាក់ស្ដៅស៊ីក្រាស់ណាលោកបាទលោកយកបាទចាក់ស្ដៅស៊ីក្រាស់ចាក់ត្រាស់ស៊ីស្ដៅដល់ផ្លូវខ្នល់ដែលធ្វើទៅគឺច្រើនតែធ្វើបានមិនយូរទេណាបាទវាខូចខាតអញ្ចឹងបើថាឲ្យធ្វើស្ទៀតដែរធ្វើរហូតស្ថាបនាស្ថាបនារហូតឥឡូវចាក់ស្ដៅផ្លូវ 6A ផ្លូវផ្លូវជាលេខ5ឥឡូវទៀតអាកន្លែងកឡុកហ្នឹងខ្ញុំរាប់ទៅ6ដងឯង6ដងលោកខ្ញុំបានសាយច្រើនដងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងកតាស្ថាបនាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងឲ្យអាកឡុកនឹងនៅតែកឡុកដដែលជួនទៅជួនកាលចេះលោកបារាប្រហែលជាលោកសំពិសិដ្ឋនឹងឬគាត់យល់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាមានទ្រឹស្ដី2បាទជួនកាលគាត់អាចយកអាទ្រឹស្ដីនេះគាត់ចូលទៅប្រើខុសព្រោះមានទ្រឹស្ដីមួយគេថារៀនហើយរៀនទៀតរៀនមិនចេះចប់ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយគាត់យកមកអនុវត្តរបស់គាត់ថាធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើមិនចេះចប់ធ្វើអត់ចេះជាប់ធ្វើអត់ចេះជាប់បាទធ្វើមែនប្រហែលជាគាត់យកទ្រឹស្ដីមកអនុវត្តច្រឡំបាទហ្នឹងហើយអាចអញ្ចឹងបាទអាចអញ្ចឹងដែរមិនដឹងហើយលោកកតង់និយាយដូចវៀងប្រធានបတ်នេះហើយបាទគាត់តែយើងនិយាយក្នុងលេខសមត្ថភាពដែរបាទខ្ញុំមិនសេះបើខ្ញុំមិនអស់គាត់សមត្ថភាពមិនអស់ណាសំបីលោកចេញតារាវុធគាត់ខមមិនមកក្នុងឯងការនិយាយរបស់ធានអឹមគឺក្នុងនៃស្ថាបនាបញ្ហានានាអូអរគុណលោកចេញតារាវុធចេញតារាវុធហើយមួយទៀតលោក Hell លោក You Hell បាទគ្រប់គ្រងប្រសាសន៍លោកគណៈយុដែលបានកែតម្រូវបាទបាទអរគុណយ៉ា
ê miền mũi tiết lục cái rất tha bà rất tha bà à. O na lục thiên thì dây trai mùa rơi phía rồi bà à. Bà ở quân đại ban thật xa bà con tay xong ai bóng ôn chui chạy một lệch những xe phò miền ca nghe bị chú bạc trả cho bà tay dương khi ông tặng bánh tết được dương đo mong xong rạng bà tay tay dương mình vui dương phải chế pram đi tí mình đó lên mình đó bay để tí con tay chạy bây giờ mẹ chứ miên cà phê mà chơi 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 cà phê chơi cà phê cà phê bà con tay bởi miên cầm hôn cầm hôn na ôp thâm cà phê cà phê ấy là o mình tên cùng bọc thiên cam nhớ có dương thật tua đây bà bọc buông bà vì mình bọc lại sau cuộc phim vì còn bắt chia tự nhiên được có chia sẻ này bà xong ao dương thật tua bà xong ao bọc thiên cầm hôn tại o cho rùm ổ bật thâm tại ọc nha đi ca nghe thay sáng ní cứ bò rạch chạc tàng srong phì lộp dục cà tông gót bò rạch chạc tàng phê bởi lìa gót bò rạch chạc tàng khuôn bàn aoi màu thiền âm hay nhìn chân xong aoi bóng ôn bởi bàn mơ hay chui chạy một lấy tàng xe phong hay chui ổ bật thâm tới tam ca cua tụi bây nơi khăn ông chậm nói nha cả đời đàm bây thơ aoi cầm thiên miên nè ron nập hiếp lọ dùng vánh xong aoi chui ổ bật thâm cảm thi tới tam ca cua.